Hôm nay Mimi về sớm nên mẹ tranh thủ đi chợ mua chút quần áo cho Mimi và Barbie luôn. Đối với mẹ thì chưa tới nửa tiếng, nhưng với con là đã 3 tiếng rồi. Vậy thì con nên về cùng lúc với Mimi chứ. Ai biểu ham chơi về trễ chi? Thời gian quý báu đã mất của con thì tính làm sao đây? Trời ơi, mua thiếu rồi. Cha Đu ơi. Dạ. Hồi nãy mẹ quên mua giá rồi, con đi mua giùm mẹ đi. Mẹ ơi, con đang coi tivi mà. Hôm nay lại là tập đặc biệt nữa. Hôm nay sẽ là tập đặc biệt của trẻ em trưởng thành. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Dạ. Bây giờ mẹ đang bận chuẩn bị bữa tối nên mới phải nhờ con đi mua giùm mẹ thôi mà. Nè cha Mimi, em đi mua cho mẹ đi. Em cũng phải coi tivi mà chị. Mimi vẫn chưa giỏi làm phép tính, con bé sẽ không đếm được tiền. Con mau đi đi cha Đu à. Thật không công bằng mà. Con đi nhanh đi rồi về thì vẫn còn kịp xem mà. Tại sao con cứ luôn cãi lời mẹ hả? Con có muốn ăn tối nữa hay không đây? Dạ con biết rồi. Mẹ đưa tiền cho con đi, con sẽ đi nhanh rồi về. Em liễu hồn mà học toán cho tốt đi nha. Mình phải đi thật nhanh để về còn coi tivi nữa. Cho đến lúc mình quay lại, chương trình ơi đừng có hết nha. Cô ơi, con muốn mua giá. Mình đã phải nín thở và chạy thục mạng tới đây. Thậm chí mình còn phải bỏ ngang chương trình tivi mà mình yêu thích nhất nữa. Nhưng tại sao? Tất cả đều là tại mẹ. Được rồi, hôm nay sẽ là căn nhà này. Trời đất ơi, mẹ đã nói là hôm nay trời mưa mà. Sao con không mang dù theo? Nhưng lúc con đi mẹ đâu có dặn con mang dù theo. Rồi giá đâu? Hôm nay bên cửa hàng đó không có mở cửa. Chuyện này mà mẹ cũng không nhớ nữa là sao? Kỳ vậy cả. Thật tình là mẹ không biết chuyện này. Mà thôi, con mau đi thay đồ ướt ra đi. Nhanh rồi ra ăn tối. Vậy là thời lượng của chương trình đã hết rồi. Tạm biệt các con nha. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Chương trình của mình hết rồi. Mấy đứa ơi, ra ăn tối đi nè. Dạ. Thực sự đã hết rồi sao? Đó là tập đặc biệt, sẽ không được phát lại và mình không thể coi lại được. Tức là mình phải chờ tới tuần sau nữa mới được coi hả? Ăn thôi. Tất cả là tại mẹ hết. Từ giờ mình sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu. Nếu mình mà còn nghe lời mẹ thì mình sẽ đổi tên của mình luôn. Sẽ là Khoan Cha Đu, Ly Cha Đu chứ không phải là Cho Cha Đu nữa. Đúng vậy, từ giờ mình sẽ không nghe lời nữa. Ê, sao mà Cha Đu khóc dữ vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Mimi à, sao chị con khóc vậy? Dạ, con cũng không biết nữa. Chị ơi, sao chị ủ rũ quá vậy? Ôi, mẹ biết rồi, con đang giận mẹ chứ gì. Thôi mọi người ăn đi, đừng có quan tâm tới nó. Âm hồng. Cha Đu ơi, con mau thử món này đi. Món này đúng khẩu vị của con luôn đó. Con làm gì vậy? Ăn thêm đồ ăn đi chứ. Con ăn dày được rồi.
Con cứ ăn cơm không như vậy sẽ bị mắc nghẹn đó. Mau uống miếng nước đi. Con không uống nước đâu. Tóc của con vẫn còn ướt kia kìa. Mau sấy khô đi, nếu không sẽ bị bệnh đó. Con không sấy tóc đâu. Mình sẽ không nghe lời mẹ, không bao giờ nghe nữa. Ôi trời ơi, con đang học bài hả Shadow? Dạ con không có. Con đang định đi đâu đó? Dạ đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong nhớ tắt đèn đó, có nghe không? Con sẽ không tắt đèn đâu. Không tắt đèn, vậy con sẽ làm gì? Con sẽ không làm gì hết. Được thôi, vậy con đừng làm gì nữa hết. Dạ được, từ giờ trở đi con sẽ chỉ chơi thôi. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá à. Được rồi, hai đứa mau về phòng ngủ đi. Chúc ba mẹ ngủ ngon nha. Còn con nữa, mau đi ngủ đi. Con không ngủ đâu. Ê, vậy con cứ đứng đó mà chịu lạnh suốt đêm đi nha. Không đâu, con sẽ về phòng. Nhưng con tuyệt đối sẽ không đi ngủ. Chắc là hôm nay cha Đu giận em lắm. Anh đừng có quan tâm, con bé sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Mình không ngủ, mình nhất định sẽ không ngủ. Mẹ nghĩ mình sẽ sớm bỏ cuộc chứ gì. Nhưng không đâu, không bao giờ. Mình sẽ không nghe theo mẹ nữa đâu. Dạ, hôm nay trời mưa rất lạnh nên sẽ không ai dám bước ra khỏi phòng. Đúng là một cơ hội hoàn hảo để hành động. Em vừa nghe thấy tiếng gì đó. Ôi, anh xin lỗi, anh vừa mới xì hơi. Mới củ cải này nhìn tươi ngon quá. Mình sẽ có một bữa thật ngon. Ôi, khởi đầu của mình thật là suôn sẻ. Bức tranh này nhìn rẻ tiền quá. Không có gì hết trơn vậy nè. Hên là thằng nhóc không thấy mình. Kỹ năng lẩn trốn của mình đỉnh nhất thế giới mà. Lần này không phải do anh đâu. Trời ơi, em nghe thấy tiếng ai đó té cái phịch mà. Cái gì? Ai té chứ? Nhóc là ai vậy? Mình sẽ không ngủ, mình sẽ không nghe gì hết. Nhóc đừng có như vậy, con nít thì phải ngủ sớm đi chứ. Quan trọng là nhóc không nên hù dọa người lớn như vậy, biết chưa? Không được, mình sẽ không ngủ đâu. Nè nhóc kia, có phải nhóc đang mớ không vậy hả? Bị mộng du đúng không? Em nghĩ là nhà mình có trộm đó. Chúng ta phải làm sao đây? Mình hiểu rồi. Không có đứa con nít nào thức đến giờ này hết trơn. Nhóc không dụ được ta đâu. Mình không ngủ, mình nhất định sẽ không ngủ. Nhất định là vậy. Nhóc đừng có nói không ngủ nữa được không? Ăn trộm. Nè, đứng yên đó. Tôi đúng là ăn trộm, nhưng tôi chưa có lấy gì hết trơn á. Có ăn trộm hả chị? Cha Đu à, giờ này mà con còn thức nữa hả? Con nói là con không ngủ mà, sẽ không bao giờ ngủ đâu. Con vẫn còn đang chơi cái trò đó nữa hả? Có ăn trộm lẻn vô nhà lỡ con gặp chuyện gì thì sao? Có ăn trộm hả mẹ? Wow, chú đó là ăn trộm thiệt kìa chị. Thì đó, con bé không hề ngủ, nó phát hiện ra mình. Mình đã đi ăn trộm 10 năm nay rồi, vậy mà lại thua trong tay một đứa con nít sao? Con không quan tâm nhà mình có ăn trộm hay không đâu. Cứ để hắn lấy hết đồ trong nhà đi cũng được mà. Trời ơi, nhóc này mạnh miệng quá đi à. Cái con bé này, con bị mất trí rồi hả? Bình thường mẹ đâu có quan tâm tới con, nên nếu bị ăn trộm bắt đi cũng đâu có sao. Cho ông ăn trộm lấy hết đồ trong nhà luôn cũng được. Trời đất ơi, hai mẹ con nhà này giận nhau căng dữ. Sao con cứ thích gì là làm đó vậy? Không chịu nghe lời mẹ gì hết à? Con đã luôn nghe lời mẹ, nhưng mà mẹ khiến con thất vọng lắm. Từ giờ con sẽ không nghe nữa. Ê, bình tĩnh đi bà chị. Nhà chị chắc còn cãi nhau lâu lắm ha. Tôi đi trước đây.
Gì vậy? Nó muốn gì? Chú hãy đem con theo với. Thà Đu à, con mau qua đây với ba mẹ đi mà. Trời ơi, đây không phải là lúc nói chuyện này đâu. Chạy trước đi đã. Trời đất ơi, nó buông ta đã đi. Con nít phải nghe lời ba mẹ của mình chứ. Chú không ở đây nên chú đâu có biết cái gì đâu. À, trời ơi, chắc là ta bực quá. Thôi không nói nữa, đi trước cái đã. Bên kia đứng lại. Cậu trả con gái của tôi đây. Anh ơi, báo cáo cảnh sát đi. Củ cải này là thứ mà nhà mình bị trộm đúng không? Chắc là vậy, tôi vẫn chưa kiểm tra nữa. Vừa có chuyện là tôi báo với các anh liền hả? Nhờ con gái dũng cảm của anh chị mà chúng tôi mới bắt được tên trộm này đó. Cái tên này thường trộm ở các nhà quanh đây, nhưng có thâm niên nên khó bắt lắm. Thật vậy sao? Hắn ta bị bắt đúng là chuyện tốt. Nhưng mà Shadu nhà mình đâu rồi? Anh không biết nữa. Sao con cứ không chịu ăn đồ ăn vậy hả? Cứng đầu quá đi hả? Shadu, con còn trong đó hả? Ba chịu hết nổi rồi. Tại con chỉ toàn ăn cơm không nên mới như vậy đó. Con không ăn đồ ăn đâu. Con mau theo mẹ đến bệnh viện đi. Con cũng sẽ không đi đến bệnh viện. Mặc dù mình không nghe lời mẹ nữa, nhưng mình nghĩ là có lẽ mình nên ăn thêm rau củ hoặc gì đó tươi mát. Chứ chân táo bón này đúng là khó chịu. Đủ rồi, tụi em cũng nóng lắm chứ bộ. Tại sao chị lại bắt tụi em phải quạt cho chị như vậy chứ? Chị Mimi nói đúng. Mấy cái đứa này thiệt là truyền thống của chúng ta là các em nhỏ phải biết tôn trọng anh chị lớn. Mà trong ba chị em mình, người lớn nhất chính là chị, không phải hay sao chứ? Hai đứa đó, tất cả những gì học được ở trường đều trả lại cho thầy cô hết rồi hay sao hả? Chồng sắp tới nói điều đó hay sao? Không cần phải tìm nữa đâu. Tiếp đi, những điều cần biết chị vừa dạy cho các em hết rồi. Thôi đi, chị chỉ lỡ dẫn chuyện thì có. Các con ơi, mau ra đây đi. Kỳ lạ ghê, giọng của ba nghe không giống như là có mua đồ ăn giặt cho tụi mình đâu. Ba Bi à, em ra xem thử coi sao đi. Em biết rồi. Nhớ kỹ nghe chưa, nếu có đồ ăn giặt thì phải cho chị biết đó. Mi Mi còn chờ gì nữa, tiếp tục quạt cho chị đi chứ. Wow, dễ thương quá à, dễ thương thiệt. Trong hộp có gì vậy ba? Nè các con, mau qua đây đi. Wow, một con mèo. Bao Giang. Dễ thương quá đi. Ba nghe thấy có tiếng kêu nên đã đi ra coi thử. Sau khi kiểm tra một vòng thì thấy cái hộp này ở trước cổng nhà của mình. Thấy sao nè, nó dễ thương có đúng không? Dạ. Con ngồi đó làm gì vậy? Làm ơn mang cái thứ hôi hám này đi giùm cái. Sao lại mang về không biết nữa. Hey, sao em lại nói vậy? Trên người của nó đâu có mùi hôi gì đâu. Mà nuôi mày cũng rất tiện nữa chứ. Nó có thể bắt được chuột á. Mày đang làm cái gì vậy hả? Nè, có leo xuống hay không? Mày leo xuống. Bắt được rồi. Mày dám leo lên đầu của tao ngồi hả? Anh nhìn đi, bên nó cho cố vô để nó leo lên đầu của em ngồi kìa. Với lại con mèo nhỏ xíu như vậy thì làm sao có thể bắt được chuột kia chứ? Chuột bắt nó thì có. Ông xã, anh có nhớ cái vụ cha đu mang về con gà nhưng thực ra là một con đà điểu hay không? Lỡ như nó không phải là mèo mà là một con cọp thì sao? Ê, không phải đâu, nó chắc chắn là mèo mà bà xã. Ở cái này thì anh có thể đảm bảo. Em nói không là không, lập tức mang nó đi quất mắt em. Nhưng bà xã, mấy đứa nhỏ nhà mình rất thích nó. Mẹ đồng ý đi. Tại sao mẹ của con lại có thể nhẫn tâm như vậy? Hả? Con nói cái gì? Dạ, mình có thể cho nó ở ngoài sân được mà mẹ. Chứ nó còn nhỏ như vậy mà đem bỏ thì tội nó lắm. Chuyện này đúng đó mẹ, nó chỉ là em bé thôi mà. Nhưng nếu như vậy thì... Mẹ ơi,
Ba Bì, mẹ giữ lại nó đi. Con với các chị sẽ cho nó ăn và tắm rửa cho nó. Chứ giờ mà đuổi nó đi thì tội lắm á mẹ. Ba Bì à, nếu như mẹ vẫn kiên quyết muốn mang em ấy bỏ đi, vậy thì con sẽ trở nên xấu xa và sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu. Từ giờ con sẽ không làm Ba Bì ngoan ngoãn nữa. Mà sẽ giống như chị Cha đâu. Ê, rồi rồi rồi, mẹ đồng ý. Nhưng từ giờ con đừng nói vậy nữa nghe. Dạ. Mẹ sẽ ghi lại để lần sau xài. Sao em có thể học mấy cái không hay ho chút nào vậy? Nhưng mà nó sẽ không được phép xuất hiện ở trong nhà. Cả bốn người phải tự phân công nhau chăm sóc cho nó thật tốt. Mẹ sẽ không làm gì cho nó hết. Mấy cha con có hiểu chưa? Dạ. Dễ thương quá đi. Em ấy chơi bóng vui quá chừng luôn. Em ấy thật sự rất dễ thương. Chị ơi, chúng ta đặt một cái tên cho em ấy được không? Đúng rồi ha, phải lấy cho em ấy một cái tên ngầu thiệt là ngầu luôn. Một cái tên mà khi vừa nghe qua lũ chuột phải run rẩy trong sợ hãi. Tom thì sao ta? Chadu, em ấy là con gái nên phải đặt tên dễ thương. Em mới nghĩ ra một cái tên Marie Antoinette dễ thương nè. Antoinette cái gì chứ? Tên Tom nghe hay hơn nhiều. Marie Antoinette mới là hay nhất. Chị ơi, em là người đã năn nỉ mẹ để chúng ta được giữ em ấy. Vì vậy em sẽ đặt tên cho em ấy. Đúng không mèo con? Đúng rồi ha. Những gì Ba Bi nói nghe cực kỳ hợp lý. Vậy chuyện đặt tên cứ giao cho Ba Bi đi. Em định lấy tên gì? Vì em ấy có bộ lông màu vàng cho nên tên em ấy là màu vàng. Thấy sao hả? Màu vàng. Em thích cái tên này không? Được rồi, tuy cái tên nghe hơi kỳ nhưng miễn là Ba Bi muốn thì chúng ta sẽ gọi là màu vàng. Các con đang làm cái gì vậy hả? Trời ơi, mẹ đã nói là không được phép mang nó vô nhà rồi mà. Trời ơi, mang nó ra ngoài mau lên, không thấy nó vừa dơ vừa hôi nữa hay sao? Nhưng màu vàng đâu có dơ đâu mẹ, em ấy cũng không bị hôi luôn. Màu vàng hả? Màu vàng là tên của nó hay sao? Cái tên màu vàng này nghe qua cũng dễ thương à hen. Má, nhưng dù tên có đẹp hay không vẫn là không. Lập tức mang nó ra ngoài cho mẹ, mau lên. Chuyện gì? Không được đâu màu vàng ơi, mau xuống đây đi. Má, mày lại chán sống nữa rồi sao? Sao em cứ leo lên đầu mẹ chị chơi hoài vậy, màu vàng? Không sao đâu, ở ngoài sân cũng tốt mà. Ngoài này rộng, em có thể tha hồ chạy nhảy luôn. Góc bên kia chính là vườn rau của mẹ đó. Em muốn chơi ở đâu cũng được, nhưng đừng có qua tới bên đó nha. Ôi trời ơi, ở của tôi, rau diếp của tôi. Có chuyện gì vậy mẹ ơi? Mấy đứa nói đi, đứa nào đã làm rối tung vườn rau của mẹ như vậy hả? Nói mau lên. Không phải con làm đâu mẹ ơi. Mẹ cũng không phải là con. Tụi con sẽ không bao giờ làm rối tung vườn rau của mẹ lên như vậy đâu. Vậy có nghĩa là là màu vàng. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Màu vàng ơi, mau chạy đi. Cái đồ phá hoại. Bây giờ tao sẽ đem mày ra trại tập trung động vật luôn. Cho kỹ nha màu vàng. Bọn chị thật sự rất yêu quý em đó. Nhưng nếu như em muốn sống cùng với mọi người thì phải tuân thủ những nội quy ở trong nhà chị. Đúng vậy, trong nhà mẹ chính là bà chủ lớn nhất luôn. Vậy cho nên từ giờ em phải cư xử thiệt đúng đó, có biết chưa? Tao mà tìm được mày là mày sẽ biết tay tao đó mèo con. Dạ, xin hỏi ai ạ? Đàn Hy An ạ. Mẹ mới lên hả? Tại sao mẹ lại không gọi cho con trước chứ? Mẹ lên thăm con gái của mình cũng phải báo trước hay sao? Sao đây, vậy mẹ đi về nghe. Trời ơi, không phải như vậy đâu. Con rất vui khi mẹ lên đây chơi. Đàn Hy An à, những ngày khó khăn của con đã qua rồi. Dạ, mẹ nói như vậy là có ý gì ạ? Thì hai ngày trước, khi mẹ đang làm việc ngoài đồng tỏi,
Đột nhiên cuốc của mẹ đụng trúng thứ gì đó rất cứng. Lúc đầu mẹ chỉ nghĩ đó là một tảng đá, nhưng mà ai ngờ mẹ tìm thấy vàng. Đó cũng chính là số vàng này nè. Trời đất ơi, đây thật sự là vàng mà mẹ đã đào được hay sao? 50.000, 100.000, 150.000, 1 triệu quá. Sao mẹ không ở lại ăn tối mà đã đi về rồi? Thôi không cần đâu, mẹ lên thăm cháu gái và cháu trai của mẹ sao? Nhưng mà Nanhi An nè, hãy sử dụng để có cuộc sống hạnh phúc hơn nghe hộp. Mẹ ơi mẹ. Ủa? Hả? Cái gì đây? Trời đất ơi, chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng mình lại có cảm giác mình đang cầm cái thứ gì đó trên tay thì phải. Không lẽ là... Trời đất ơi. Lại là mày. Màu vàng à. Thiệt là cái con mèo nhỏ đáng ghét này. Bà xã ơi, em bình tĩnh lại đi. Nó làm như vậy chắc chắn là để trả thù em đó anh. Không phải đâu, anh nghĩ nó làm vậy là muốn tặng quà cho em, vì em đã chấp nhận nó ở lại đây mà thôi. Ta nói đúng đó mẹ ơi, con có đọc trong sách thấy người ta nói mèo bắt chuột tặng cho chủ nhân chính là để cảm ơn đó mẹ. Con đừng có nói nữa, sách mà con coi chỉ là truyện tranh hư cấu. Lần sau không biết nó sẽ tấn công hay là khiến cho mẹ tức chết nữa đây. Không nói nhiều nữa, ngày mai mẹ sẽ bán nó cho cửa hàng động vật, mẹ chịu như vậy là đủ rồi. Con ghét mẹ lắm. Mẹ. Không được, mình phải vững vàng. Được rồi, tao sẽ cho mày một ân huệ cuối cùng trước khi bán mày đến cửa hàng động vật. Là 10.000 won. Nó chắc chắn sẽ là của mình. Trời, đã 7 giờ rồi sao? Thôi được rồi. Để coi. Nhân ái vô hình, tôi sẽ bảo vệ hòa bình cho thế giới. Mẹ mình là người ngoài hành tinh. Jen à, đã nói bạn phải cẩn thận, anh ta rất nguy hiểm đó. Tom, làm ơn đừng nói những điều như vậy nữa có được không? Mình sẽ chứng minh cho bạn thấy. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh, di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Tom, hãy cứu mình. Không còn sự lựa chọn nào khác. Ta nhân danh sự hòa bình và tình yêu biến hình.
Tom, mình thật xin lỗi vì mình đã không tin tưởng vào bạn. Không sao đâu Jen, nhưng mà bạn hãy luôn ghi nhớ thật kỹ, người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta. Bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Tôi là siêu nhân nhân ái. Ai vậy hả? Ta sẽ không tha cho đâu. Chính là tôi, mẹ của bạn đây. Bạn làm ơn về phòng làm bài tập mau lên. Nhưng tại sao mẹ chỉ la có một mình con thôi vậy? Cả Barbie và Mimi cũng đều... Đâu mất tiêu rồi? Bây giờ con có chịu về phòng làm bài tập chưa? Con là chị lớn của các em, vì vậy nên làm một tấm gương tốt mới đúng chứ. Người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta. Bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Đúng vậy, mình nhất định phải nhìn ra được ai là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh hả? À, phải rồi, mình đã nhớ ra rồi. Cuốn tạp chí mà cậu đã mang tới khi ghé qua nhà mình chơi. Mình nhớ là có một mẫu chuyện về người ngoài hành tinh ở trong đây mà. Đây rồi. Không giống với người bình thường, người ngoài hành tinh có những khả năng rất là đặc biệt. Và trong số những khả năng đặc biệt đó chính là họ có thể ẩn mình trong một hình dáng rất rõ ràng. Nếu như người ngoài hành tinh ẩn mình trong một hình dáng rõ ràng thì... Thì ra là như vậy. Mình biết có một người giống như mô tả này. Được rồi các em, chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay nào. Nếu nghĩ tới việc đó thì Minji là người rất đáng ngờ trong hình dạng một cô bé học sinh tiểu học. Có lên. Những khi các bạn khác đang chơi đùa thì Minji luôn có mặt. Cả lớp hãy nghe đây, trong đợt kiểm tra cuối kỳ này bạn Minji lại được điểm cao nhất. Hãy chúc mừng nào. Và bạn ấy luôn luôn học giỏi nhất ở trong lớp, lại còn luôn đứng đầu lớp piano nữa. Môn vẽ cũng giỏi, bạn ấy giỏi mọi thứ. Sau khi nghĩ lại mọi chuyện thì Minji thật sự rất đáng ngờ. Hả? Bạn có muốn ăn bánh gạo cay không? Hôm nay mình sẽ mời bạn nha. Sao bạn ấy lại đề nghị mời mình ăn bánh gạo chứ? Hả? Không lẽ bạn ấy biết mình đang nghi ngờ về bạn ấy rồi sao? Nếu vậy mình phải kiểm tra mới được. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh, di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Chandu, bạn làm cái gì vậy? Sao bạn không tránh đi chứ? Sao chứ, bạn đổ nước bất ngờ thì làm sao mà mình tránh được? Nếu như bạn là người ngoài hành tinh thì chắc chắn là bạn phải tránh được. Người ngoài hành tinh. Thì ra là gì? Bạn nghĩ mình là người ngoài hành tinh hay sao chứ? Đúng vậy đó, bởi vì bạn giỏi tất cả mọi thứ mà. Nhưng bạn giỏi các môn thể thao hơn mình rất nhiều mà. Người ngoài hành tinh rất là khỏe mạnh, nhưng mình thì lại yếu ớt hơn bạn rất là nhiều. Đúng như vậy ha. Minji cho mình xin lỗi. Do mình háo hức tìm người ngoài hành tinh quá. Vậy bạn có tiếp tục tìm hay không? Đương nhiên rồi, nhất định mình sẽ tìm ra được một người. Chị ơi, ra ngoài ăn khoai lang đi chị. Nhưng mà chị mới ăn bánh gạo cay rồi, không ăn đâu. Nếu vậy em ăn luôn phần của chị á, thiệt là hay quá đi. Tuy nhìn Mimi nhỏ bé như vậy nhưng mà Mimi rất là ham ăn. Đúng rồi, chính là Mimi. Điều đầu tiên,
Mimi thật sự quá xinh đẹp để mà làm em gái thiệt của mình. Từ khi Mimi còn nhỏ xíu đã được rất nhiều người khen vì gương mặt xinh xắn của em ấy và được tất cả mọi người yêu mến. Nhìn cách em ấy ăn kìa, không người bình thường nào có thể ăn như vậy được. Được rồi, vậy thì mình sẽ thử kiểm tra xem. Cá thu mực và tất cả các hải sản tươi sống đều sẽ được giảm giá. Thôi không vậy, giảm giá nữa hả? Giờ là cơ hội của mình. Trời ơi, cứ Mimi à. Tại sao em không chịu né đi? Chị ơi, sao chị làm vậy? Chị xin lỗi, vì chị nghĩ em né được. Đừng đây, em sẽ mét mẹ cho chị coi. Chị năn nỉ em đó Mimi à, em đừng có mét mẹ mà. Chị hứa sẽ làm bất cứ thứ gì mà em muốn ha, có được không? Chị nói thiệt không? Vậy chị làm hết cho em đi. Thật sự là em không biết làm bài tập này hả? Vậy chị không chịu làm chứ gì? Được thôi. Mẹ ơi, cái đó chị sẽ làm liền mà. Chỉ cần một phút là xong ngay thôi. Đúng rồi, Mimi ngốc nghếch như vậy làm sao là người ngoài hành tinh được chứ. Mẹ về đây. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Các con à, bữa tối ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn cá thu chiên nha các con. Mẹ đã mua rất nhiều cá và hải sản nè. Chúng ta sẽ không phải lo về thức ăn trong vài ngày tới nữa rồi. Sao mẹ lại có thể khỏe như vậy được chứ? Nó đúng, mẹ thật sự rất là đáng ngờ. Chính xác, mẹ có một sức mạnh siêu nhiên. Thật sự nhanh kinh khủng luôn. Những thứ mà người khác không chú ý tới thì mẹ có một cặp mắt sắc bén và sức mạnh phi thường để mang chúng về nhà. Ôi trời ơi, hết sạch rồi. Và có một bao tử tốt tới nỗi không thể tin được. Mình nhất định cần phải kiểm tra. Yeah! Con đang tính làm gì mẹ vậy? Không sai, mẹ chính là người ngoại hành tinh rồi. Con đang nói nhảm cái gì vậy hả? Mau về phòng làm bài tập ngay đi. Mẹ ơi, không phải người ngoài hành tinh. Ngươi hãy mau hiện con người thật của ngươi ra đi. Hả? Con vừa mới nói cái gì đó cha đu? Mẹ ơi, đau quá mẹ ơi. Vì vậy mẹ mình đã đánh mình một trận luôn. Đúng vậy, mẹ bạn thật sự rất nhanh nhẹn khi làm những việc ở trong nhà. Và đối với mình thì bác ấy thật sự là một người rất là khỏe mạnh đó. Thiệt hả? Mình nghĩ những người mẹ trên thế giới này đều có một sức mạnh siêu nhiên giống như người ngoài hành tinh vậy. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Con đã nói chuyện điện thoại nãy giờ bao lâu rồi hả? Đi ngủ mau lên. Thôi mình đi ngủ đây Minchi à. Mẹ mình nổi giận rồi. Ngủ ngon nha Minchi. Tạm biệt. Hẹn ngày mai gặp lại. Mình đã hiểu rồi, người ngoài hành tinh chỉ xuất hiện ở trên TV mà thôi. Thank you.
mùi này. Chắc chắn là hai lạng thịt bò nội địa hàng đầu đã được ướp với nước tương, đường, nước ép đào, thêm một chút tỏi băm nhuyễn nữa. Và nó đang được xào trong một chiếc chảo nóng. Đúng là món ăn yêu thích của mình mà. Thịt bò nội địa luôn là món ăn ngon nhất. Hả? Cá và trứng cuộn? Mình bị hoa mắt rồi sao? Chuyện gì vậy chứ? Hôm nay đâu phải là sinh nhật của ai đâu. Với phần đó cũng không phải là món ăn phụ đủ cho 5 người. Nên chắc chắn là có người vẫn chưa ăn trưa. Và giờ này thì tất nhiên là Mimi với Barbie đã ăn rồi. Vậy phần này chính là... Núi cao còn có núi cao hơn. Bữa ăn trưa hôm nay thật sự quá tuyệt vời luôn. Hả? Bình ơi, cơm trưa của anh đây nè. Hả? Không thể nào, cái đó không lẽ là... Em đã cho rất nhiều tình yêu của mình vào trong đó, nên anh hãy ăn thật ngon nha. Anh biết rồi à, cảm ơn bà xã nhiều. Không thể như vậy được, đây không thể là sự thật. Anh đi cẩn thận nha. Trời ơi, hết hồn hết vía à. Đi đâu hết rồi hả mẹ? Cái gì đi đâu? Ba của con hả? Ba của con mới đi làm rồi mà. Ý con không phải là hỏi về ba con. Con muốn hỏi thịt bò nội địa hàng đầu, cá và cả trứng cuộn nữa. Chúng đi đâu hết rồi? Sao con bé có thể nhìn thấy chúng chứ? Mà thật ra thì ba của con sắp có kỳ thi thăng chức, nên mẹ mới nhường phần thịt bò đó để ba con ăn, lấy sức học sau giờ làm đó mà. Làm cho ba hết luôn hả mẹ? Con có biết biệt danh của ba con là gì hay không? Phó quản lý Trôi thường trực đó con. Con có biết mẹ đã phải mệt mỏi vì cái biệt danh đó tới mức nào hay không hả? Cho nên trong kỳ thi thăng chức sắp tới đây, ba của con phải học hành chăm chỉ và thể hiện cho thật tốt vào. Giờ con biết rồi, hợp tác với mẹ một chút đi. Đừng có làm ồn trong lúc ba con học tập, có nghe rõ không? Nếu không sẽ biết tay mẹ. Minji à, một người đàn ông 40 tuổi thì cần phải đạt tới thứ hạng như thế nào trong công việc mới được đây? Không biết nữa. Ba của mình là một giáo viên trung học phổ thông, nên mình chưa bao giờ nghĩ về điều đó hết trơn á. Không cần phải nghĩ tới hả? Nghe tốt thiệt đó. Nhưng 40 rồi mà chỉ mới là một phó quản lý. Nè, đang nói chuyện gì vậy? Các bạn có ai mang món ăn kèm đặc biệt không? Cho mình một miếng đi. Nè nè nè, bạn mập quá rồi đó. Tụi này làm gì có đồ ăn kèm đặc biệt nào mà cho chứ. Mình đang nói với Minji về chuyện ba của mình thôi. Có lẽ ba của mình chưa được coi là thành công đâu, nhưng mình hy vọng ba sẽ đậu kỳ thi thăng chức sắp tới. Đừng quá lo mà Chandu, mình nghĩ chú ấy sẽ làm được. Dạ thưa mẹ, con mới về. Hả? Mẹ đang làm gì vậy? Con nhìn mà không biết hả? Đây là bùa hộ mệnh đó. Bùa hộ mệnh? Nhưng chúng ta có đạo mà mẹ. Mẹ làm như vậy ông trời sẽ không tức giận chứ? Ba con đã 40 tuổi rồi mà chỉ là một phó quản lý, nên mẹ mới dán bùa cho ba con đậu đó. Mẹ nghĩ ông trời sẽ hiểu cho hoàn cảnh của chúng ta. Sao mẹ lại để vào trong gối nằm vậy? Cái này hả? Nếu con nằm ngủ trên nó, con chắc chắn sẽ được thăng chức. Ai nói vậy hả? Là thầy bói nói với mẹ. Vậy lời tiên đoán này sẽ khác với lần trước chứ mẹ? Tất nhiên, lần này là thầy khác con à. Bà xã ơi, anh đến thư viện đi. Anh đi đi. Khoan 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 đã, ông xã chờ một chút. Ông xã ơi, anh hãy mau để cái này vô trong bóp tiền của anh đi. Cái này là gì vậy? Đây là bùa mà em lấy từ thầy bói đó. Nó sẽ cho anh thêm nhiều năng lượng. Chỉ cần mang nó bên người, anh có thể thi đậu bất cứ kỳ thi khó khăn nào mà không hề bị cản trở. Ông xã ơi, cứ lên nhờ. Em cũng thiệt là, sao có thể tin vào mấy cái này. Thay vì lãng phí tiền như vậy, em nên mua đồ ăn vặt cho tụi nhỏ đi, hoặc mua sách cũng được. Con cũng nghĩ như vậy đó. Cứ làm đi, đừng có ý kiến nhiều. Hãy học hành thật chăm chỉ nha anh. Anh biết rồi. Ông xã ơi, cứu linh. Mẹ thiệt là đáng sợ mà. Tự nhiên cảm thấy nếu trong ba chị em của mình có một người rất thông minh thì chắc chắn mẹ sẽ muốn người đó trở thành bác sĩ hoặc là luật sư quá đi. Chị ơi, con gà viết tiếng Trung sao vậy chị? Hả? Nó là cung bao. Ha ha, đúng rồi ha. Công nhận chị thật là thông minh.
Thế đó thì có gì đâu. Tự nhiên thấy hên ghê á. Cả ba chị em mình đều không có được sự thông minh đó. Nhưng liệu đây có thật sự là may mắn hay không đây? Ông Trăng ơi, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con. Xin ông hãy giúp cho chồng con vượt qua được kỳ thi thăng chức lần này. Cầu xin ông, cầu xin ông. Mẹ ơi, ba ơi, thứ bảy này là vô kỳ nghỉ rồi. Cả nhà mình có nên đi đâu không? Đi viện bảo tàng hoặc là đi chỗ nào đó cũng được ha? Tất nhiên là đi rồi. Wow, hay quá đi. Hai cha con đừng có ở đó mà mơ nữa. Không có đi đâu hết á. Ba con còn phải học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Đúng rồi, kỳ thi thăng chức của mình. Với lại cuối tuần mẹ phải đi giúp cho người ta vận chuyển và làm kim chi nữa. Cái gì? Vận chuyển hả? Làm kim chi? Em làm cho ai? Vận chuyển giùm giám đốc Bắc. Còn làm kim chi là làm cho phó quản lý Ly. Chuyện sơ đẳng như vậy mà anh không biết hay sao hả? Sao mà anh biết mấy chuyện đó được chứ? Quan trọng là tại sao em phải giúp họ hả? Bởi vì họ đều là cấp trên của anh. Bà xã, đừng làm vậy mà. Không lẽ những cái đó sẽ giúp anh lên chức sao? Tất nhiên rồi. Nè bà xã, nếu lần này anh thi rớt nữa thì sao đây? Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Cho nên anh đừng có nói nhảm nhí nữa. Hãy cố gắng học đi. Cha Đu à, ba phải làm gì đây? Sợ là ba không đậu được đâu. Ba à. Ba ơi, ba có điện thoại nè. Hình như ở văn phòng gọi tới. Văn phòng hả? Ba biết rồi. Dạ tôi nghe đây. Dạ chào giám đốc. Hả? Dạ tài liệu đó có vấn đề gì sao? Dạ dạ tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm lại liền. Và hứa sẽ cẩn thận hơn. Ba ơi, bây giờ ba đi làm luôn hả? Nếu không có ba họ sẽ không làm tiếp được con à. Nhưng mà ba vẫn chưa ăn sáng mà ba. Hả? Phải rồi ha. Nhưng không sao đâu con. Bụng của ba kêu rồi kìa. Công việc của ba chắc là cực lắm. Không đâu con, ba không có vất vả lắm đâu. Vì mong muốn của mẹ, vì chị em con, vì công việc nữa. Cha đùi của ba lớn thiệt rồi. Đúng vậy, ba thấy chuyện này có hơi quá sức với mình. Nhưng ba phải thăng chức thì mới được gọi là thành công con à. Ba không lo lắng về chức vụ quá thấp, cũng không lo cho mức lương không cao. Chỉ cần lúc nào chúng ta cũng vui vẻ hạnh phúc là được. Ba ơi. Cha Đu à, con ôm chặt quá, ba nghẹt thở rồi đây nè. Hả? Không có ai ở nhà hết. Nếu vậy thì cũng tốt. Không có cô ấy mình cũng đỡ cảm thấy áp lực trước khi đi thi. Phải mau mau chuồn đi trước khi bị phát hiện mới được. Bà xã. Thăng chức, thăng chức, trời hồn đồ. Trưởng phòng, cố lên anh. Ủa, mấy đứa con làm gì vậy? Con xin lỗi nha ba. Tụi con không còn sự lựa chọn nào khác. Và rồi điều đó đã xảy ra. Ai muốn xung phong đọc phần tiếp theo đây? Ủa, Shadow bị sao vậy em? Mình hy vọng là ba có thể hoàn thành tốt được kỳ thi. Shadow hả? Rồi Shadow, trong giờ học mà em lo ra như vậy là sao? Alo, ông xã hả? Có chuyện gì vậy anh? Sao? Anh chắc chứ? Vậy thì tốt quá rồi. Ba đậu rồi hả mẹ? Ồ, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Năm sau cố gắng hơn là được. Vậy là ba thi trượt rồi. Mẹ ơi. Mấy đứa nè, các con mau đi thay đồ rồi theo mẹ lên công ty gặp ba. Chúng ta cùng đi ăn tối ha. Mẹ ơi. Bây giờ chắc ba của các con đang rất thất vọng. Chúng ta phải làm cho ba con vui lên mới được đó nghe chưa. Bởi vì chúng ta là một gia đình mà. Nhìn thấy mới nhớ, cũng lâu lắm rồi mẹ không lên công ty của ba con. Mẹ ơi, mẹ từng tới đây rồi hả mẹ? Tất nhiên, còn nhiều lần nữa là. Ôi kìa, ủa? Quý bà Choi đúng không? Ôi trời, xin chào quản lý Kim. Chú ấy kêu mẹ của mình là bà kìa. Lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau ha. Mà hôm nay gia đình chị định tụ họp đi đâu với nhau vậy hả? Dạ,
Ba của con trượt kỳ thi thăng chức, cho nên tụi con mới tới đây để giúp cho ba cảm thấy tốt hơn. Ôi trời ơi, con ngoan quá đi. Quý bà, chị cũng đừng thất vọng quá nha. Chắc chắn lần sau anh ấy sẽ thi đậu thôi. À, đúng vậy, cảm ơn anh nha. Năm ngoái anh ấy đã được đề bạt lên trưởng phòng rồi, nên nếu năm nay muốn thăng chức nữa, đúng là có hơi khó một chút. Hả? Năm ngoái đã thăng chức? Ờ nè, quản lý Kim. À, chào trưởng phòng. Trưởng ở trưởng phòng hả? Ba ơi! Tại sao các con lại tới đây? Mà sao? Anh Kim hả? Quản lý Kim, mau qua đây, nhanh lên qua đây. Dạ, chào chị nha. Đứng lại đó. Từ năm ngoái chồng của tôi đã được thăng chức trưởng phòng rồi sao hả? Dạ phải, chị không biết sao? Mình phải chạy lẹ thôi. Nếu anh đã được lên chức trưởng phòng, sao lại không nói cho em biết? Trưởng phòng chơi, tại sao lại như vậy hả? Tại sao suốt một năm qua anh luôn giấu việc mình đã lên chức trưởng phòng hả? Tại sao lại làm như vậy với em? Đó là bởi vì anh rất cần tiền. Cái gì? Anh cần tiền? Cho nên suốt một năm qua anh chỉ mang tiền lương phó quản lý về nhà cho em thôi sao? Anh xin lỗi bà xã. Hy vọng là lần này ba vượt qua được. Yeah.